hiện tại, quá khứ, cái phần mà phối hợp đó chúng ta hơi cẩn thận chút xíu, lưu ý chút xíu, rồi cố gắng mới hiểu. Chúng ta đi nhất là cái phần người và cõi, quý vị phải lập trình nữa cái rồi mới hiểu được ý phần ngày gom ra. Rồi chúng ta 200 năm mấy. Trong cõi tịnh cư
ví dụ như vậy bất lai cõi vô bèn quá không chết, thường sanh cõi vô nhiệt rồi nó cũng quay trở lại nữa là nữa đâu mà nó thường sanh đúng không? Để cho nó trong cõi cơ năm tuổi cũng không thường sanh đúng không? Phải chưa? Mà còn ngoài cõi vô này cái không thường sanh không? Có không? Phải chưa? Ở cho nên cứ khoảng ngày mấy hai cái pháp này nè, lập ra cái bế thứ nhất để bác bỏ thì đây cái trong câu này trả lời Đức Phật như thế nào? Đối với những người đang sinh trong cõi ẩn cư và người vô tưởng thì sắc quẩn đang sinh đúng không, nhưng họ quẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy rõ chưa? Lập cái lập trình này ra rồi là thấy rõ chưa? Đại Đức Phật này thấy cái người vô tưởng đang sinh rồi đúng không? Người đang sinh cõi vô tưởng này là cái người đang sinh trong cõi thực cư này là ở mới một. Bác bỏ. Đối với người đang sinh trong cõi tịnh cư và cõi vô tưởng, sắc quẩn đang sinh, mấy người này sắc quẩn đang sinh không? Nhưng họ vẫn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy chưa? Thấy rõ, thấy rõ không? Rồi bây giờ mặt này lấy cái người này nè, ở phía sau người đó chấp nhận. Còn đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, thấy chưa? Đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, sắc uẩn đang sinh mà và thọ uẩn cũng đang và thọ uẩn cũng từng sanh. Vậy câu này là câu gì? Câu hoàng biểu vấn và cách đáp là kết phân tích, kết luận phân tích đi. Đi ngay. Bây giờ mình còn lại chúng ta chỉ còn lấy chi pháp thôi đúng không? Chi pháp là A là cái người vô tưởng đang sinh và người đang sinh trong cõi vô tưởng đúng không? Hai chỗ này nè. Cái người đang sinh trong cõi vô tưởng đúng không? Bây giờ cái người đang sinh trong cõi vô tưởng là ai? Người nào? Người lạc quan nhân thôi, người đang sinh trong cõi người đang sinh trong cõi tịnh cư là người nào? Thánh gì? A Na Hàm đúng không? Điền vô thôi, Phật A Na Hàm đang sinh đúng không? Trong cõi tịnh cư. Của bọn mọi người
phải là chúng ta lấy được chi pháp của cái câu bát rồi đúng không? Với một bát rồi đúng không? Thì chúng ta lấy cái chi pháp của câu thứ hai. Đề bằng người chủ, người đang sinh trong cõi vũ quẩn ngoài cõi tương tư đúng không? Đức Phật Ngài đáp là đối với những người đang sinh trong cõi ngũ quẩn ngoài cõi tịnh cư, sắc quẩn đang sinh và thọ quẩn cũng từng sinh. Lập ra xong là chúng ta lập lại cái lời đáp của Đức Phật thì cũng rất dễ dàng, dễ nhớ nữa. Nhóm kia hiểu không? Nhóm kia hiểu không? Có hiểu không? Hiểu hay không? Sao mà im lặng hả? Rồi. Còn nhóm dưới có hiểu không? Gật đầu mấy chừng bỏ lại hết trơn rồi cũng quên thôi. Rồi. Người đang sinh trong cõi cũng vững. Người còn có gì muốn phàm ba tánh hòa học, mấy cái này, mấy cái này quý vị cần phải nhớ thành lòng. Đang sinh trong 21 cõi ngũ quẩn, ngay tại sát na sanh của bao nhiêu tâm? 15 tâm tục sinh ngũ quẩn đúng không? 35 tâm sở, 37 4 bọn sắc nghiệp. Mấy cái đoạn này phải nhớ, thường gặp rất là nhiều lần đúng không? Gặp đi gặp lại hoài. Rồi. Xong. Đó là xong, hiểu được câu này chưa? Câu hỏi là phần B nhưng có gì đâu đúng không? Nắm được chưa? Rồi. Nắm rồi chúng ta thông qua nha. Cái này lặp đi lặp lại từ 3 lần, 2 lần, 3 lần thì chỉ nhớ thôi. Bữa nay em lợi bệnh người ta làm nghỉ nha. Các ai biết không? 80 mấy tuổi, 80 tuổi hơn rồi không? Khỏe ghê. Rồi đám cưới cho nội hả? Rồi phải đi đám cưới. Nên lại cháu nội phải đi mình, nên là sao mình phải đi đám cưới cho nội ta. Rồi vẫn được. Quý vị có thấy vô lý không? Thường thường người nhỏ phải đi đến người lớn đúng không? Thường thường người nhỏ phải đi đến người lớn đúng không? Cháu chắc phải đi đến ông bà đúng không? Cái đợt này là ông bà phải đi đến cháu chắc đúng không? Thấy nó có nghịch không? Không hả? Cuộc đời đó, bởi vì cuộc đời đó nó lộn quăng. Rồi lộn tới ngược cùng lum hết. Hồi đó cha mẹ nuôi con đúng không? Rồi con tùy thuộc cha mẹ đúng không? Con phải vâng lời cha mẹ đúng không? Bây giờ cha mẹ phải nghe lời con chứ không thôi nó không nuôi đúng không? Thấy ngược không? Không có hả? Sao không được? Giờ thử con nó làm lớn giờ nó viện trợ tháng 10 triệu 20 triệu mà giờ không nghe lời nó rồi nó cúp viện trợ rồi. Cái gì? Không có hả? Không nhờ luôn. Này, không nhờ là ok, tốt rồi. Mỗi người có cái phước riêng, còn cái người mà không phước á, cứ chờ đợi không là thua, phải tự lập mới được. Tự mình. Mà cái đó là cái mình phải tin tưởng cái phước mình, người có phước á, là tự động như vậy. Còn người không phước á, đi chùa không dám đi chùa nữa.
đi chùa không dám đi chùa nữa, cho tiền á, về nhận nhận cho tiền má, má cứ lo đi chùa cứu cho mấy ông thầy không, cần nhận nhiều nhiều chuyện lắm. Nha. Rồi bây giờ chúng ta muốn bấm nữa nè, hay là họ vẫn không từng sanh này, mấy cái bấn ngược này phải lập trình cho kỹ trong thời rắc rối. Họ vẫn không từng sinh với người nào trong cõi nào thì họ thì sắc vẫn không đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Thì chúng ta thấy không? Câu mở sao? Câu mở nè, hay là họ vẫn hay là thọ vẫn từng sanh với người nào trong cõi nào, đúng không? Đây thọ vẫn từng sanh, người cõi thì sắc vẫn đang sanh với người ấy trong cõi ấy, vậy anh có câu hỏi đúng không? Bây giờ thọ hưởng từng sanh này, chúng ta thấy cái người nào trong cõi nào mà thọ hưởng không từng sanh? Thứ nhất là cõi vô tưởng, thứ hai là cõi định cư, đúng không? Như vậy trong câu mở này chúng ta loại trừ được năm cõi rồi, sáu cõi. Bởi vì chi pháp của câu mở là từng sanh mà, chứ đâu có nói là không từng sanh đâu, đúng không? Cho nên cái người nào trong cõi nào không từng sanh là chúng ta bỏ qua, đúng không? Tại vì cái câu mở đang quy hoạch một cái phạm vi là từng sanh, đúng không? Đúng không? Cho nên chúng ta bỏ cái này 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 này, bỏ muốn từng sanh với người nào trong cõi người nào, chúng ta thấy là thứ nhất là cái người đang chết á, cái người đang chết á thì họ vẫn có từng sanh không? Có không? Người đang chết họ vẫn từng sanh không? Có, mình đưa vô người đang chết. Thì người đang chết là khỏi nào? Cõi vô tưởng đã loại ra rồi, thì cõi tướng quẩn là cõi vô sắc, thì cõi vô sắc là cõi tướng quẩn là cõi định cư, đúng không? Cõi là cõi tướng quẩn nhé, đang chết mà. Đúng không? Cõi tướng quẩn cõi tướng quẩn, đúng không? Phải chưa? Rồi. Rồi bỏ vững. Từng sinh những người nào nữa, chúng ta thấy là có người, cái người đang chết rồi, giờ phải khảo sát cái người đang sinh được không? Người đang sinh tội vẫn có từng sanh không? Những người đang sinh trong cõi tứ vững thì họ vẫn có từng sanh không? Người đang sinh trong cõi tứ quẩn họ quẩn có từng sanh không? Có. Người đang sinh trong cõi ngũ quẩn, người đang sinh trong cõi ngũ quẩn họ quẩn có từng sanh không? Có luôn, đúng không? Như vậy trong cái biểu thức trên này là sắc quẩn đang sinh, đúng không? Phải chưa? Câu hỏi sắc quẩn đang sinh những người đấy trong cõi đó, đúng không? Mà chúng ta coi cái phần biểu thức này, trong cái biểu thức này
Cái người nào mà sắc quẩn đang sanh mà thọ quẩn không từng sanh, và người nào sắc quẩn đang sanh mà, xin lỗi, cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn không đang sanh, và cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn đang sanh. Đấy, câu hỏi là sắc quẩn đang sanh mà, cho nên mình xem bị mất cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn không đang sanh để bác bỏ, đúng không? Ta xem cái biểu thức này, coi cái người nào mà thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn không đang sanh để bắt bỏ, đúng không? Và cái người nào thọ quẩn từng sanh mà sắc quẩn đang sanh để chấp nhận, đúng không? Thì chúng ta thấy nè, người trong cõi vô sắc là gồm người đang sinh và người đang chết, đúng không? Người đang sinh có phải ở trong cõi vô sắc không? Người đang chết phải ở cõi vô sắc không? Cho nên ngài Đức Phật ngài lấy hai cái chi pháp nó gom lại thành ra một cái từ một là người trong cõi vô sắc, được không? Có được không? Có hiểu chưa? Rồi. Nên Đức Phật đáp, ngày lấy mấy cái vế đó đó, ngày đáp thở đưa lên cái vế một đáp bác bỏ nè. Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, đối với người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người trong cõi vô sắc, người trong cõi vô sắc họ uẩn từng sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi. Sao? Đang chết. Đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và người trong cõi vô sắc, họ uẩn từng sanh nhưng sắc uẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy rõ chưa? À. Rồi Đức Phật ngài lấy cái câu cái chi pháp luôn, không phải đây đặt ở phía sau mấy cái này gom hết rồi, gom hết luôn này, ba cái này gom đã hết rồi, đúng không? Ba cái đó thì gom đã hết rồi, đúng không? Ở phía một rồi, đúng không? Bây giờ còn cái phía sau này thôi, đúng không? Ngài lấy chi pháp ở phía sau, ở chi pháp còn lại đặt ở phía sau. Còn đối với người đang sinh trong cõi ngũ uẩn nha, họ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh,
Rõ chưa? Rõ chưa? Bây giờ chúng ta lấy chi pháp thôi. Chi pháp A bằng người đang chết xong cõi ngũ uẩn, người đang chết cõi ngũ uẩn người nào? Bốn bàn đúng không? Bốn thánh quả đúng không? Đang chết trong bao nhiêu cõi? Trong bao nhiêu cõi? 21 cõi. Cơ năm cõi thì cơ nghe tại sao này vậy? Đang chết mà. Cái này đang chết mà, đúng rồi, đang chết phải ở sắc ai diệt đúng không? Của 15 tâm à, tâm tâm tử của quẩn đúng không? 35 công sở bọn sắc nghiệp, bọn sắc hiện quyền với phần cuối. Sau này sư nói là chỉ nói là bốn phàm bốn ứng quả đang chết trong 21 cõi ngũ uẩn, cái phần sau này mình điện vô được không? Được không? Để cho đỡ mất thời gian được không? Được hay không? À được rồi. Rồi cái đang gọi đang chết trong cõi ngũ uẩn đâu ha, người trong cõi, người trong cõi ngũ uẩn, người đang sanh là tâm nhân đúng không? Ở đây tại vì cõi cho nên chúng ta cần nói với 21 cõi ngũ uẩn trừ 5 cõi cơ tới đây hiểu chưa? Để chúng ta lấy còn cái phàm tâm nhân, cái người còn đang sinh là phàm tâm nhân cái ba tấn bảo học đúng không? Đang sinh phàm tâm nhân ba tấn bảo học đang sinh trong cõi vô sắc, ngay tại sát na sanh cỏ bốn tâm lục sinh vô sắc và 30 tâm, 30 chứ không phải 35, 30 tâm sở đúng không? Rồi tiếp nữa là gì? Người đang nghiệp và tâm nhân bốn quả đúng không? Bốn kết quả đang diệt trong cõi vô sắc ngay tại sát na diệt của bốn tâm tử vô sắc và 30 tâm sở hợp đúng không? Với bốn cõi vô sắc na diệt. Đó là chúng ta lấy phần A, chi pháp phần A và chi pháp phần B. Người đang sinh trong cõi ngũ uẩn đúng không? Người đang sinh cõi ngũ uẩn là người bao nhiêu người? Bốn phàm ba thánh tu học đúng không? Đang sinh trong 21 cõi ngũ uẩn ngay tại sát na sanh của 15 tâm tục sinh cõi ngũ uẩn đúng không? 35 tâm sở, 37 bốn bọn sắc
thất nghiệp. Thế là xong. Cái này mới lạ, thành ra nó hơi lúng túng đúng không? Nhưng mà phải lập trình như vậy chúng ta mới nhìn thấy, mới rõ, mới dễ hiểu. Tới đây hiểu chưa? Hiểu rồi. Chúng ta lập lại một hai hai cái con nữa để cho nắm bắt như các bạn quen. Quý vị lập bình luận cái câu mở thì suy ngẫm cái câu hỏi thì nó ra hết cái mở tất mọi cái mắt, cũng không có gì phải là vấn cấn. Nghe nè, sắc vẫn đang sanh với người nào trong cõi nào, đó là câu mở đúng không? Phải chưa? Thì tưởng vẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy, phải chăng? Đó là câu hỏi đúng không? Bây giờ chúng ta lập trình coi, sắc vẫn đang sanh với người nào trong cõi nào. Thì sắc quẩn đang sanh là người vô tưởng đúng không? Rồi người ngủ quẩn, trong người ngủ quẩn có hai người, có hai hạng người là người trong cõi tịnh cư đúng không, và người ngoài cõi tịnh cư đúng không? Thì người trong cõi tịnh cư á, sắc quẩn có từng sanh không? Không quên, người trong cõi tịnh cư á, tưởng quẩn có từng sanh không? Nghe nè, cái người trong cõi tịnh cư đó, sắc quẩn có từng sanh không? Tưởng quẩn có từng sanh không? Hành quẩn có từng sanh không? Nói chung là người tịnh cư năm quẩn không từng sanh đúng không? Người do tưởng sắc quẩn có từng sanh không? Có không? Thọ quẩn từng sanh không? Tưởng quẩn có từng sanh không? Không. Để người vô tưởng vốn danh quẩn không từng sanh đúng không? Nắm được cái yếu lý chỗ này, người vô tưởng vốn danh quẩn không từng sanh đúng không, mà người tịnh cư năm quẩn không từng sanh đúng không? Bây giờ đang hỏi câu hỏi là câu mở là sắc quẩn đang sanh đúng không, thì chúng ta thấy sắc quẩn đang sanh cái người vô tưởng đúng không? Mọi người ngũ quẩn, mọi người ngũ quẩn còn có người trong cõi tịnh cư, mọi người ngoài cõi tịnh cư đúng không? Thì người trong cõi tịnh cư tưởng quẩn có từng sanh không? Không. Người vô tưởng tưởng quẩn có từng sanh không? Cũng không. Cho nên Đức Phật lấy hai cái chi pháp này lập lên giới thứ nhất để bác bỏ. Ngài đáp nè, đối với những người đang sinh trong cõi tịnh cư và cõi vô tưởng, sắc quẩn đang sanh mà hay nhưng tưởng quẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Lập trình ra rồi thấy rõ chưa? Rồi Ngài lấy cái chi pháp cuối cùng, chi pháp thứ hai lập trên cái phía sau để đáp chấp nhận. Còn đối với những người đang sinh trong cõi ngũ quẩn ngoài cõi tịnh cư, thì sắc quẩn đang sanh và thọ quẩn cũng từng sanh. Sao? Hiểu chưa? Vì chúng ta thấy giờ sắc quẩn đang sanh nè, không mở. Đang sinh. Dẫn ra. Người vô tưởng. Người vô tưởng đang sinh đúng không? Hai là người ngũ quẩn đang sinh đúng không? Sắc quẩn đang sinh nè, mọi người ngũ quẩn đang sinh này đúng không?
trong cõi chung cư đúng không? Từ ngoài cõi chung cư đúng không? Được chưa? Cho nên Đức Phật ngài lấy cái người đang sinh trong cõi chung cư này và cái người vô tưởng đang sinh ở quê chính đã bác bỏ. Đối với những người đang sinh trong cõi tịnh cư và cõi vô tưởng, sắc quẩn đang sanh, mấy người này sắc quẩn đang sanh không? Nhưng họ quẩn, nhưng tưởng quẩn không từng sanh với những người ấy trong cõi. Hiểu chỗ này chưa? Rồi, Đức Phật ngài lấy cái người đang quẩn đang sanh bên ngoài, những quẩn đang sanh ngoài cõi tịnh cư ở phía sau đáp chấp nhận, chỉ còn chi pháp này thôi gì nữa, đúng không? Còn đối với những người đang sinh trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sắc uẩn đang sanh và thọ tưởng uẩn cũng từng sanh. Nắm được chưa? Có cần lấy chi pháp không? Bây giờ chúng ta lấy chi pháp nè. Câu hỏi là họ tưởng quẩn từng sanh. Thứ A, người đang sanh trong cõi tịnh cư đúng không? Phải không? Rồi, người đang sanh trong cõi vô tưởng đúng không? Cái chi pháp nó không bắt đầu từ như vậy đúng không? Người đang sanh trong cõi tịnh cư là ai? Bất lai đúng không? Đang sinh đúng không? Tới đây nhớ được, tới đây nhớ được chưa? Vậy bậc bất lai đang sinh ngay tại sắc na sanh của tâm gì? Tâm tục sinh ngũ thiền sát. Sắc giới bao nhiêu tâm sở? À, bao nhiêu bộ sắc nghiệp? 4 bộ sắc nghiệp thôi nha. Phạm Thiên chỉ có 4 bộ sắc nghiệp thôi. À, tại sao Phạm Thiên có 4 bộ sắc nghiệp mà những bộ sắc nghiệp khác không có? Nè, tại sao con tình duyên? Đưa 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 cái micro anh nè, nè lấy micro rồi. Rồi rồi nói đi. Dạ thưa sư, tại vì phạm thiên sắc giới thì không có là thân căn, không có là mà tại sao này không có? Là tại vì thì khi mà lên trên đó thì ngài đã từ bỏ vũ trụ, cái tham dự của người chết rồi. Ủa? Và ngài cái còn... lên trên đó ngài mới từ bỏ cái tham dục người dục giới vậy? Dạ không phải, từ cái bỏ vũ, ngài đã từ bỏ cái đó lên trên đó thì sắc giới là ngài từ bỏ cái tham dục đó, nhưng mà ngài còn cái tai và cái mắt là bị nhu cầu cần nghe. Không phải cần nghe, con trả lời cái nội dung nãy nhưng mà diễn đạt không đúng. Xuống đi. Cái vị mà muốn chứng đắc thiền ở sơ thiền, vị đó phải ly dục, tức là phải tác ý ly dục, tức là không còn ham thức sắc hinh hương vị xúc nha, tức là tác ý cái ly dục ái đó, tức là lìa bỏ cái dục ái. Mà vậy mà lại lìa bỏ dục ái đó thì áp chế được năm dục đó mới chứng đắc được sơ định. Do mãnh lực chứng đắc được sơ định cho nên vậy đó tái sanh cõi phạm thiên. Mà do mà áp chế được cái năm dục như vậy cho nên đúng ra trong cõi phạm thiên không có đủ năm quyền
Bởi vì ngài cũng đâu có muốn mắt thấy sắc đẹp đâu. Ngài có thích sắc không? Ngài có thích nghe âm thanh người ta tán thán mình không, khen ngợi mình không? Cũng không luôn à. Cho nên ngài cũng không thích cái đời sống gia đình, cho nên nam căn nữ căn cũng không có. Mà nam đúng, đúng ra đó là bởi vì ly dục, tức là lìa bỏ ly dục, tức là lìa bỏ sắc thân hương vị xúc. Cho nên khi mà cái vị muốn chắc chứng đắc được sơ thiền, bắt buộc cái này là bắt buộc nha, phải chưa phải phải lìa bỏ sắc thân hương vị xúc. Vị nào còn thích ăn ngon nè, còn thích mặt đẹp nè, còn thích ngắm cảnh đẹp nè, vân vân, thì đừng có mơ mà chứng đắc được sơ thiền, đừng có mơ nha. Cái đó, tất cả cái đó thì phải bỏ hết nha. Dùng cứ dùng, nhưng mà lúc đó, trong lúc dùng nó cũng vẫn nhớ cái đề mục của mình, đề mục của mình, để không còn đắm nhiễm trong cái vị chất nữa nha. Cho nên do cái mạnh lực mà chứ ly dục hay gì đó, chứng mắt nó sơ thiền, mệnh chung tái sanh lên cõi sơ thiền. À, tái thì cõi sơ thiền thì sắc đúng ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thần kinh thân đó, rồi hai sắc tính đều không có, chỉ còn bọn ông Nguyền thôi. Ông Nguyền là duy trì cái đời sống của Phạm Thiên phải bắt buộc phải có thôi nghe, chứ bọn ý vật cái vật là để cho tâm đưa bắt buộc có thôi. Cái thật sự mấy cái này á đúng ra không có, nhưng bởi vậy Phạm Thiên vẫn có mắt với tai là vì vậy muốn được thấy đứng chánh giác trong tương lai, chính ý muốn đó đó mới làm cho ngài có con mắt, tức là có thành kinh nhãn, và thấy đức chánh giác trong tương lai cũng chưa đủ, phải nghe giáo pháp của đức chánh giác, cho nên ngài mới có cái thành kinh nhĩ. Do đây là cái ý muốn, nói là thấy cao thượng và nghe cao thượng, nghe giáo pháp là nghe cao thượng đúng không, thấy đức Phật là thấy cao thượng đúng không. Do đó hai cái pháp, hai cái mắt và tai này làm lợi ích cho vị Phạm Thiên và thể theo ý muốn của vị Phạm Thiên đó. Vị có giới mà, ước muốn điều gì là cũng được mà đúng không. Vị có giới muốn ước muốn điều gì cũng được, thì nói chi ước muốn cõi sanh cõi Phạm Thiên cũng được, rồi nói chi ước muốn con mắt nó không được đúng không, có tai được. Mà cái điều đó là ước muốn chính đáng, tại vì muốn thấy đức chánh giác trong tương lai và muốn nghe giáo pháp của đức chánh giác trong tương lai, cho nên vậy đó mới có con mắt với cái lỗ tai, hiểu chưa. Cho nên chỉ có bốn bộ sắc nghiệp thôi, hiểu cái này chưa. Nhớ tác dụng là ly dục. Sư cho con hỏi cái tứ thiện là đã có trước khi họ thực hiện cái đồ nghĩa là họ ngoại đạo là cái tứ thiện. Vậy chứ gì, ngoại đạo đắc được tứ thiền đúng không, phải không, hay là ngũ thiền đúng không, rồi họ muốn thấy đức chánh giác, rồi muốn nghe giáo pháp của đức Phật Phật đúng không. Lúc đó có thể là họ không hiểu cái chữ chánh cảnh giác là gì, như sư phải đi, có thể họ sinh ra vào một cái thời mà không có đức Phật chánh cảnh giác là rồi. Họ đi tu rồi. Nhưng mà lúc đó họ muốn nghe đức Phật giáo pháp của đức Phật đúng không, không biết đức Phật là ai mà sao họ muốn nghe, họ hiểu luôn cái từ chánh cảnh giác luôn. Nhưng mà cái lúc đó ý họ muốn cái gì là họ tái sinh về cõi Phạm Thiên. Ở thì đương nhiên họ sẽ tái sinh cõi Phạm Thiên thôi. Nhưng mà sư giải thích là cái vấn đề mà cái ước muốn thấy cái cảm giác và nghe cái cảm giác nó tạo ra cái nhãn căn và cái nhãn căn.
cái gì đó lúc nó tự nhiên cái tư tưởng như vậy đó, nó là muốn được nghe pháp, bởi vì trong cái sơ thiền, cái tứ thiền đó đó chưa đưa tới giải thoát, chưa tới giải thoát. Còn nếu như trong hệ Bà La Môn Bạn Môn cho rằng cái vị đại thông thiên là vị sáng tạo chủ, sáng tạo vũ trụ đúng không? Vì vậy nó lên tới tứ thiền rồi, thì cho rằng cái vị Phạm Thiên ở cõi tứ thiền đó là vị sáng tạo chủ đúng không? Có hiểu chỗ này không? Đây là cái hệ Bà La Môn mà, có hiểu không? Vậy nó muốn thấy vị Phạm chủ không? Mà muốn nghe tiếng nói vị Phạm chủ không? Do chính ý muốn nó mới có mắt và tai. Và chỉ ngoại giáo đây muốn chỉ là những người của hệ Bà La Môn giáo, chứ còn những ngoại giáo mà đoạn kiến là hoàn toàn không có tu thiền gì hết, cho chết là hết rồi còn như ta tu thiền. Hiểu cái này không? Có hiểu không? Dĩ nhiên phải dọn coi ý muốn gì đó, muốn có mắt để thấy vị chủ mình, nếu vị tạo hóa chủ, hoặc là nghe được cái tiếng nói vị tạo hóa chủ, hiểu không? Còn người trong Phật giáo thì muốn thấy được vị chánh đẳng giác trong tương, là hai cái. Mà cái ở ngoại giáo đây muốn chỉ cho hệ Bà La Môn giáo, chứ không có chỉ người nào khác hết, chỉ cái người Bà La Môn giáo mới cái tu thiền thôi. Cho nên cái vấn đề ăn chay cũng xuất phát từ Bà La Môn giáo mà ra. Rồi những vị mà tu thiền ơi, lui vô rừng sâu để mà tu tập tịnh mình đúng không? Mà vô rừng sâu đâu có cái gì để ăn, chỉ có đi hái trái cây rồi ăn ra đúng không? Ăn rau, củ quả, trái cây trong rừng thôi. Rồi từ đó mới nói là cái người tu nó phải ăn rau, củ quả, đó là cái ý kiến của Bà La Môn giáo. Hiểu cái này không? Được chưa? Không chưa? Còn gì nữa không? Rồi, người đang sinh trong cõi vô tưởng là người đạo nhân đúng không? B, người đang sinh trong cõi vô tưởng là vô hoàng. Chẳng hạn là gì? Người đang sinh trong cõi vô uẩn là gì? Là bốn phàm đúng không? Ba thánh quả hậu an sinh đúng không? Hai cái này với bao nhiêu cõi đây? Với năm cõi trụ cư, với cõi vô tử đúng không? An sinh với 21 cõi trừ 5 cõi trụ cư, đó là câu vấn xuôi. Vấn ngược, hay là tưởng quẩn từng sanh với người nào trong cõi nào, thì sắc quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Nhưng ta thấy là không mở tưởng quẩn từng sanh, chúng ta coi gặp thành cái tưởng quẩn từng sanh là người đang chết đúng không?
ra cái người đang chết, đang cõi tứ quẩn ngũ quẩn, cõi cái cõi vô tưởng mình đã loại ra rồi, loại ra ngay cái đoạn đầu rồi. Loại thứ hai nữa là người đang sanh. Trong cõi tứ quẩn người đang sanh trong cõi tứ quẩn. Đây là những người mà tử quẩn từng sanh đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Khi mình lượt ra thì những người này là những người mà tử quẩn từng sanh rồi đúng không? Nói trong này nè, có những người nào mà sắc quẩn đang sanh hay là sắc quẩn không đang sanh? Nếu mà sắc quẩn không đang sanh thì mình bác bỏ đúng không? Tại câu hỏi là sắc quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy mà nếu mà sắc quẩn không đang sanh thì mình lập ra cái vế bác bỏ đúng không? Còn đang sanh thì mình lập ra cái vế chấp nhận đúng không? Thì lúc này chúng ta thấy nè, người đang chết trong cõi ngũ quẩn đây, người đang chết trong cõi ngũ quẩn thì sắc quẩn đang sanh không? Chết làm sao sanh hết? Tiếng diệt đó đúng không? Phải không? Rồi cái người đang chết trong cõi tứ quẩn thì sắc quẩn có đang sanh không? Cũng không luôn đúng không? Để mình bác bỏ được chưa? Rồi cái người đang sanh trong cõi tứ quẩn này nè, đang sanh đó. À, sắc quẩn có đang có đang sanh không? Cũng không luôn đúng không? Người tứ quẩn làm gì có sắc quẩn mà đang sanh đúng không? Cho nên trong hai cái người đang chết đang sanh cõi tứ quẩn thì mặt trời phơm ra là người trong cõi vô sắc được không? Được không? Người đang sinh đang chết phơm cõi vô sắc được không? Được. Cho nên Phật cần lấy hai cái chi pháp này nè, mở với một đáp bác bỏ. Đối với những người đang chết trong cõi ngũ quẩn và người trong cõi vô sắc, phải lấy hai chi pháp không? Tưởng quẩn từng sanh, nhân thọ nhân sắc quẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy. Thấy chưa? Thấy rõ ra chưa? Ở nước mặt người này lấy cái còn lại. Mấy cái kia mình lấy chi pháp ra hết rồi, bác bỏ rồi đúng không? Giờ cái còn lại thôi. Thì mình là phân biệt thứ hai. Còn đối với những người đang sinh trong cõi ngũ quẩn, họ quẩn từng sanh không? Mà tưởng quẩn từng sanh không? Mà thưởng quẩn từng sanh và sắc quẩn cũng đang sanh. Rõ ràng quá rồi đúng không? Giờ phần chữ còn lại mình lấy chi pháp thôi. Vậy thì A là cái người đang chết, trong cõi ngũ quẩn. Rồi người trong cõi, người đang sinh. Trong cõi vô sắc, người đang chết trong cõi vô sắc. Đúng không? Lượt ra vậy đúng không? Đúng chưa? Quý vị lấy chi pháp được không? Lấy chi pháp được không? Người đang chết trong cõi vô quẩn là bao nhiêu người? Người nào? Bốn phàm, bốn tướng quả đang chết, lấy ra được không? Được. Còn người đang sinh trong cõi vô sắc người nào? Phàm tâm nhân, ba tướng quả hữu học đang sinh được không? Ở ngay sát na nào?
xin có ai? Bốn tâm tục sinh vô sắc. Bao nhiêu tâm sở? 30 tâm sở. Đó, cứ lấy ra điền vô thôi. Mấy cái đó mình học thuộc lòng rồi, điền vô. Mọi người đang chết trong cõi vô sắc này. Phạm tâm nhân, bốn thánh quả đang chết ở sắc na nào? Sắc na diệt. Có bao nhiêu tâm? Bốn tâm tử vô của sắc, 30 tâm sở. Hả? Xong. Có gì đâu, khó khăn nữa đâu. Rồi B là người đang sinh trong cõi vô sắc đúng không? Xin hỏi B là người đang sinh trong cõi vô sắc. Ở đây chúng ta nhìn nhiều các cõi, chúng ta có thể thêm là trời mới 21 cõi ngũ uẩn, trừ 5 cõi thực cư còn có 2 cái này với 4 cõi vô sắc đúng không? Mọi người đang sinh trong 21 cõi ngũ uẩn là ai? Bốn phàm, ba thứ bảo học đang sinh ngay tại sắc na sinh của bao nhiêu tâm? 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở phải không? Rồi 3, 7, 4 bọn sắc rất nghiệp xong. Có khó không? Đâu có gì là khó đâu. Quá khó hả? Có không? Có hả? Ráng cố gắng đi. Về đọc chứ đâu mà có. À, chúng ta qua cái thứ hai. Chúng ta không cần tiếp tục lập trình vậy đó thì ra hết rồi. Lấy tổng quát rồi xong rồi bắt đầu điền chi pháp vô thôi. Nghe câu hỏi nè, nghe hỏi rồi mình tập lập trình nghe trong trí mình coi rồi đi thì mình nhớ. Họ vẫn đang sinh với người nào trong cõi nào thì tưởng vẫn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Chúng ta lập trình câu mở là họ vẫn đang sinh với người nào trong cõi nào đúng không? Thì cái thọ quẩn đang sinh với người nào trong cõi nào? Lập ra cá trước đi. Là người vô sắc nè, đúng chưa? Thọ quẩn mà người vô sắc nè, người ngũ quẩn nè. Mà người ngũ quẩn thì có người tịnh cư trong cõi tịnh cư và người ngoài cõi tịnh cư đúng không? Thì tới đây chúng ta thấy ra hết rồi, ra hết không nữa. Người vô sắc đang sanh đúng không? Người ngũ uẩn đang sinh. Người ngũ uẩn đang sinh này còn có là trong cõi thực cư đúng không? Còn ngoài cõi thực cư đúng không? Rồi hết rồi. Câu hỏi vậy là tới đây hết rồi đúng không? Đúng chưa? Bây giờ chi bác câu hỏi nè. Tưởng vững từng sinh rồi để mình nói cho câu này nè.
cái nào mà cậu vẫn đang sinh mà tưởng vẫn từng sinh. Thì chúng ta thấy cái trong cõi tương tư này nè là cậu vẫn đang sinh không? Sao không? Trong cõi tương tư này thọ quẩn đang sinh không? Có không? Mà tưởng quẩn từng sanh không? Không, như vậy thì cái này nằm ở dưới bát được không? Bắt bỏ được không? Rồi, còn người vô sắc này nè, đang sinh nè. Bởi cái người ngoài cõi tương tư đang sinh nè. Thọ quẩn đang sinh không? Tưởng quẩn có từng sanh không? Có không? Vậy ở phía sau đáp chấp nhận được chưa? Cho nên Đức Phật ngài lấy cái vế trước nè, đây cái vế trước nè, bác. Đối với những người đang sinh trong cõi tịnh cư, đúng không? Đối với người đang sinh trong cõi tịnh cư, họ vẫn đang sinh, nhưng tưởng vẫn không từng sanh với những người ấy trong cõi. Rõ chưa? Rồi nó hoặc lấy các chi pháp còn lại ở phía sau đáp chấp nhận. Còn đối với người đang sinh trong cõi vô sắc và cõi ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư, họ vẫn đang sanh và sắc. Họ vẫn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng sanh. Rõ chưa? Hiểu chưa? Lập tình ra vậy thấy dễ không? Và phần còn lại cái gì lập chi pháp đó nha bạn. Người đang sinh trong cõi tịnh cư đúng không? Là bắt bỏ thôi đúng không? Những người trong đang sinh trong cõi tịnh cư là người nào? Bất lai đang sinh trong cõi tịnh cư, ngay sát na sinh cổ tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới với 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp. Đó. Xong. Có cần ghi không? Có cần ghi không? Rồi chúng ta lập cái chi pháp người kia, chi pháp B, rồi câu hỏi. Là người vô sắc đang sinh đúng không? Hai người ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư đang sinh. Những người vô sắc đang sinh lại phạm. Người vô sắc sao muốn phạm được? Phạm tâm nhân ba thánh quả hộ học đang sinh trong cõi vô sắc ngay tại sát na sinh của bốn tâm tục sinh vô sắc và 30 tâm sở hợp, đúng không? Rồi người ngũ uẩn ngoài cõi tịnh cư đang sinh gồm có bốn phàm ba thánh quả hộ học đang sinh trong 21 cõi ngũ uẩn trừ 5 cõi tịnh cư, đúng không? Ngay đại sát na sanh của 15 tâm tục sinh cõi ngũ uẩn, phải 15 tâm tục sinh cõi ngũ uẩn không? Phải không? 35 tâm sở, 37 4 bọn sắc nghiệp. Rồi thế là xong, hiểu không? Còn chúng ta đi một câu nữa để nhà quý vị coi đi, rồi tập hợp mình như vậy càng dần quen đi, về sau càng dễ. Tập lập tình vậy đi, cái lúc mà đối tập người mà cõi á, phải lập tình ra mới
36 không? Họ quẩn đang sanh với người nào trong cõi nào thì hành quẩn từng sanh với người ấy trong cõi phải chăng? Rồi chúng ta thấy câu mở là họ quẩn đang sinh. Yeah.
tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, bao nhiêu tâm sở? Nói gì nữa? Bốn bộ sắc nghiệp là bộ nào? Bộ nhãn, bộ nhĩ, bộ gì nữa? Bộ nhĩ bận, bận bộ mạng, bận quyền, thôi. Ở dưới này bắt là dưới đó bắt chưa pháp được không? Cái nhóm nhà lầu đó đó, được không? Nhóm nhà lầu sư ưu đãi, sư không có kêu đó. Mà đó không phải là một hạnh phúc đâu nha. Kêu đọc lên mới sau này người dễ nhớ nhiều hơn. Rồi B, người đang sinh trong cõi vô sắc, người đang sinh trong cõi ngũ uẩn giới 21 cõi, rồi giới 4 cõi, cái phần lấy chưa pháp lấy được không? Được không? Về tập lấy chi pháp ghi đi, rồi về tập lấy chi pháp nữa. Về tập chi pháp đi, nó vô quen luôn, rồi nó trở thành automatic luôn. Rồi ta qua cái phần vấn được mấy câu còn lại bây giờ nhắc cũng chút nhau thôi, chỉ trẻ thì hai câu vậy thôi, lấy chi pháp thôi. Chúng ta sẽ gặp lại ở trong phần mà đối lập, gặp lại chứ không phải không đâu, mà gặp lại thì coi chừng đừng có nói là tôi không quen biết nha. Gặp lại hãy biết là tôi quen biết lắm à. Gặp lại tôi nói tôi chưa từng quen thì nghe nó kỳ kỳ lắm á. Đây vấn ngược, hay là hành quẩn từng sanh với người nào trong cõi nào, thời thọ quẩn đang sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Chúng ta thấy cái chi pháp của câu mở là gì? Hành quẩn từng sanh, chi pháp câu hỏi là thọ quẩn đang sanh. Cái hành quẩn từng sanh thì chúng ta loại trừ lại được sáu cõi rồi đúng không? Là cõi vô tưởng, cõi năm cõi tương cư đúng không? Giờ cái hành quẩn từng sanh với những người nào đây? Người đang chết đúng không? Người đang chết trong cõi, người đang chết cõi vô sắc, cõi ngũ uẩn đúng không? Lấy lỗi được, lỗi được cái vô tưởng ra rồi thì chỉ người đang chết trong cõi tứ uẩn với cõi ngũ uẩn thôi đúng không? Phải chưa? Mà trong cõi ngũ uẩn này đi giữa từng sanh, cho nên chúng ta cũng lưu ý cái hai điểm là trong cõi thực cư đúng không? Rồi ngoài cõi thực cư. Ủa mà trong cõi tôi đã bị loại trừ ra rồi đúng không? Không cần lưu ý đó. Tại vì năm cõi tôi đã loại trừ ra rồi đúng không? Rồi. Rồi. Đang sinh cõi vô sắc. Được không? Người đang sinh cõi vô sắc cái hành quẩn, cái hành quẩn có từng sanh không? Có không? Người đang sinh cõi ngũ uẩn đúng không?
hành quẩn đang sanh mà họ quẩn có đang sanh không? Cái người đang chết trong cõi vô sắc, hành quẩn từng sanh mà thọ quẩn không đang sanh đúng không? Phải chưa? Vậy cái này nằm ở trong chi pháp bác bỏ được chưa? Được. Này. Rồi cái người đang trong cõi vô sắc, hành quẩn từng sanh không? Mà thọ quẩn có đang sanh không? Có không? Người đang sanh trong cõi năm quẩn cũng có luôn đúng không? Người đang chết trong cõi năm quẩn hành quẩn có từng sanh không? Thọ quẩn có đang sanh không? Không. Vậy là nằm ở trong chi pháp luôn đúng không? Vậy hai cái này là nhận đúng không? Phải chưa? Trên Đức Phật này là đáp sao? Đối với những người đang chết trong cõi năm quẩn đúng rồi, đối với người đang chết trong cõi vô sắc cõi ngũ quẩn đúng không? Hành quẩn từng sanh nhưng thọ quẩn không đang sanh với những người ấy trong cõi ấy đúng không? Còn những người đang sanh trong cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn, họ quẩn, hành quẩn từng sanh và thọ quẩn cũng đang sanh với, đúng không? Thì cái phần này lấy người đang chết đáp bác bỏ đúng không? Và cái người đang sanh cũng hằng ngày đáp chấp nhận đúng chưa? Thì chi pháp câu hỏi là B. Chúng ta có chi pháp của A là bằng người đang chết trong tứ quẩn, ngũ quẩn. B là người đang sanh trong cõi tứ quẩn, người đang sanh trong cõi ngũ quẩn. À, tới đây quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Những phần còn lại tương tự giống nhau thôi. Vậy tập làm bài tập lập trình đi, lập trình lại cho nên nhớ là thuộc luôn á. Quý vị nhớ thuộc luôn á, quý vị có ít thôi chứ có lợi thôi, không có gì hết á. Nó trở thành một cái thường nghiệp cho quý vị. Bữa nay tỉnh giảng cho quý vị bốn loại nghiệp nhưng mà không kịp, để đợt khác. Deva Naya Medika Vonyan Lo Anujiran Ra.